Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin An ninh biên giới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đề nghị bổ sung đồn biên phòng, trạm biên phòng tiếp nhận khai báo tạm trú. Vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm tạo điều kiện phát triển. Trị giá mua bán của cư dân biên giới ngày càng tăng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tại phiên thảo luận của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu đã thảo luận về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Qua thảo luận, các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết ban hành luật với các nội dung sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu mở cửa hội nhập phát triển kinh tế xã hội nói chung, kinh tế du lịch nói riêng và tăng cường quản lý nhà nước. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đề nghị bổ sung đồn biên phòng, trạm biên phòng tiếp nhận khai báo tạm trú của người nước ngoài tại khu vực biên giới để phù hợp với các hiệp định liên quan đến quản lý biên giới, cửa khẩu trên đất liền Việt Nam và các nước láng giềng, cũng như phù hợp với một số luật như luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các nghị định liên quan. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6 vừa qua, tại chợ kiểu mẫu biên giới Campuchia-Việt Nam, hay còn gọi là chợ Đa, tại xã Đa, huyện Mê Mốt, tỉnh Tâm Bông Khơ Mâm, Vương quốc Campuchia, đã diễn ra hội chợ triển lãm trưng bày sản phẩm hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Hội chợ do Sở Thương mại tỉnh Tâm Bông Khơ Mâm, Vương quốc Campuchia, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh tổ chức. Hội chợ lần này thu hút 18 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Tây Ninh và 41 doanh nghiệp của tỉnh Tâm Bông Khơ Mâm tham gia với các mặt hàng là các sản phẩm chất lượng cao của hai địa phương. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi thông tin, xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, phát triển thị trường. Cùng với đó kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia đến kinh doanh, trao đổi hàng hóa tại chợ Đa, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Thực hiện chương trình Đoàn kết hướng về biên giới của Tổ quốc năm 2023, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi đến thăm và tặng quà cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tại đây, đoàn đã tặng hơn 100 phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Lợi Thuận, các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và trao tặng học bổng cho con của cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đồn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là trên 120 triệu đồng. Qua chương trình nhằm động viên tiếp sức để cán bộ chiến sĩ và nhân dân biên giới giảm bớt khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Tại tỉnh Tây Ninh, chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 được bắt đầu thực hiện từ giữa cuối năm 2022 đến nay. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng chương trình đã đạt được một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu. Nổi bật như giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 50%, 100% số xã vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, hệ thống giao thông ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Trên 80% số xã áp dụng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. 99% cán bộ công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trong đó trên 90% có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị trở lên, trên 90% được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo 4 nhóm đối tượng, theo quyết định số của Thủ tướng Chính phủ. Trên 90% được bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo 4 nhóm đối tượng, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cửa khẩu Tân Nam thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phía đối diện là cửa khẩu Mon Chay, xã Carabao, huyện Cam Chai Mia, tỉnh Rai Vang, Vương quốc Campuchia. Năm 2021, hai bên đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam Tây Ninh, Mon Chay, Rai Vang. Từ đó đến nay, trị giá mua bán của cư dân biên giới qua cửa khẩu ngày càng gia tăng. Năm 2022, tổng trị giá mua bán của cư dân biên giới đạt trên 424 tỷ đồng, tăng trên 13% so cùng kỳ, trong đó trị giá bán đạt trên 400 tỷ đồng, tăng trên 15% so cùng kỳ. Quý khán giả thân mến, bản tin An ninh biên giới kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.